Về thăm Phan Thiết một ngày xanh, dòng cà ti dạt dào như muốn nói: biển Đồi Dương đã trả lại tên em, bãi tắm thân quen, ngày nào nhật thực. Trời ơi, chị Vân đi từ xa và Vân nghe tiếng văn vẳng ai đọc thơ lãng mạn quá, rồi đứng ở đây nhìn tàu rồi nhìn trời, tất cảnh sinh tình. Ô, coi bộ như là không phải chỉ là diễn viên ca sĩ Khali nữa mà nghe đồn là sắp có nhà thơ Khali nữa phải không? Làm gì có. Thực ra là thấy cảnh đẹp quá cho nên đọc lại bài thơ của một tác giả thôi. Khali chào chị Vân, chào quý vị khán giả của chương trình Bếp Yêu Thương. Thưa quý vị khán giả, diễn viên ca sĩ Khali chính là khách mời đặc biệt của chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan. Và hình như là không phải lần đầu tiên Khali đến với Bếp Yêu Thương đúng không nào? Đúng rồi, đây là lần thứ hai Khali đến với chương trình Bếp Yêu Thương. Lần trước thì Khali đến với gian bếp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Lần đó thì Khali cảm thấy thoải mái bởi vì An Giang là quê hương của Khali, cho nên Khali cảm thấy là được về quê hương, nơi sinh ra mình. Đúng rồi, giống như là được về nhà mình vậy đó. Còn lần này thì hơi lo lắng một chút xíu. Khali sẽ đến với một gian bếp ở Phan Thiết. Đây là một vùng biển rất là đẹp, Khali rất là thích nơi này. Địa điểm du lịch cũng rất nổi tiếng nữa. Đúng rồi, nhưng mà lần này có phần lo lắng một chút xíu. Rồi biết luôn, nói tới chữ lo lắng là biết luôn. Lo lắng về phần thử thách phải không? Đúng rồi. Nếu vậy không để Vân bật mí là... luôn. Ồ, bật mí luôn hả? Bật mí ngay bây giờ luôn. Em làm gì vậy? Nè, Khali nhìn bên kia, thấy gì không? Tàu đánh cá. Ừ, đó, quay lại, thấy gì không? Biển. Rồi đó, thử thách đó. Hả? Trời ơi, đừng nói là em lấy tàu ra biển đánh cá nha. Trời ơi, chương trình đâu có dám mạo hiểm như vậy. Chắc đi luôn cái tàu quá. Không, thử thách dành cho Khali đương nhiên là sẽ liên quan đến tàu đánh cá. Nhưng mà không phải là lái tàu. Chứ làm Khali gì? Sẽ phân loại, sẽ lựa chọn từng loại cá để phân loại cho đúng. Chưa hết. Sau đó là phải vận động những cơ sở đánh cá đó để họ ủng hộ luôn số cá dành cho bếp của mình. Chuyện nhỏ đúng không? Khali nghĩ là Khali sẽ làm tốt phần này. Thôi nhưng mà để chuẩn bị cho phần thử thách này tốt hơn, trong lúc chờ Khali sẽ ôm lại những kiến thức về cá để phân loại cho đúng, thì bây giờ chúng ta sẽ vô thăm bếp trước đi ha. Đây, bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi những hình ảnh về bếp ngay bây giờ. Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận do Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập năm 1997 với mong muốn mang chút ấm áp tình thương từ cộng đồng chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Lúc ấy, bếp chỉ phục vụ nước sôi, cháo trắng vào buổi sáng, nhưng với bệnh nhân nơi đây, đó là sự sẻ chia kịp thời đáng trân trọng. Mãi đến năm 2004, một mạnh thường quân đã tạo bước ngoặt lớn khi hỗ trợ cho bếp 60 triệu đồng làm vốn. Và lần đầu tiên sau 7 năm nấu cháo, bếp nấu suất cơm đầu tiên trong sự vui mừng của bệnh nhân nghèo lẫn những người tổ chức. Dần dà, công việc thiện nguyện nhiều ý nghĩa này cũng nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân. Với tiêu chí, một mạnh thường quân hỗ trợ một ngày cơm, không lâu sau, bếp đã đỏ lửa suốt cả tháng. Rồi từ bếp có cơm, bếp tiếp tục đặt cho mình một mục tiêu cao hơn, nâng lên thành bếp có thịt, có cá. Chất lượng từng phần ăn được cải thiện từng ngày. Đến nay, mỗi phần cơm luôn có thịt hoặc cá, kèm theo món xào và canh. Số suất cơm phục vụ mỗi ngày cũng tăng lên từ vài chục đến vài trăm, và hiện nay bếp cấp phát hơn 400 suất ăn trưa, ăn chiều và ăn sáng mỗi ngày. Với những bệnh nhân nghèo đang trong lúc lo toan nhiều thứ, bữa ăn miễn phí ấy đậm nghĩa tình tri ân. Với quy mô của bệnh viện lên đến 800 giường, nhu cầu nhận cơm miễn phí của bệnh nhân nghèo tại đây vẫn còn rất lớn. Bếp chỉ dám lựa cơm gấp mắm, hỗ trợ cho một số lượng nhất định bệnh nhân được chọn từ các khoa. Thế nhưng, vào những ngày bệnh nhân đông và lượng bệnh nhân khó khăn thật sự gia tăng, bếp vẫn sẵn sàng tăng số lượng suất ăn phát ra với tiêu chí. Người nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ trong những ngày đau ốm, với bao nhiêu thứ phải lo toan. Khali ơi, đây là bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nè. Em chào chị Huệ ạ. Dạ, em chào chị Huệ. Chị Huệ là... Phụ trách. Dạ đúng rồi, phụ trách bếp này và cũng là đại diện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận luôn.
hai chị em và Ốc đang tham gia chương trình Bếp Yêu Thương. Dạ. Mục đích của tụi em đến đây là muốn hỏi thăm gian bếp của mình và muốn được tham gia để nấu cùng với mọi người. Chị cho tụi em vô thăm bếp chút nha. Chị Huệ ơi, ở đây là khu vực nấu nướng và chế biến. Đúng rồi, khu vực đây là khu vực nấu nướng và đây là khu vực chế biến. Dạ. Chị, bếp của mình từ ngày hoạt động đến bây giờ có gặp nhiều khó khăn không chị? Nói chung thì bước đầu cũng rất là khó khăn á em. Nhưng mà sau đó thì cũng nói chung là được nhiều các cái nhà tài trợ họ cũng quan tâm về tới những suất ăn của bệnh nhân nghèo á. Theo chị nghĩ là quá trình mà họ được xem cái chương trình của Bếp Yêu Thương của tụi em đó, các tỉnh đã làm á, nên là từ cái chỗ đó nó xuất phát lên thì họ cũng về họ ủng hộ cho bếp tỉnh nhà. Chị, nhưng mà thực đơn của mình ở đây như thế nào chị? Thay đổi mỗi ngày hay sao? À đúng rồi, thực đơn của mình đó là buổi sáng mình cho ăn thịt thì buổi chiều mình đổi là cá. Dạ. Thì có ngày thì cứ nghĩa là mỗi ngày mình hai bữa ăn mình thay đổi hết. Nhưng mà mỗi một khẩu phần ăn á mình lên mình có tính về chế độ dinh dưỡng, ví dụ như là cái chất này phải bao nhiêu, cái chất kia phải bao nhiêu không chị? À có chứ, tại vì mình cái bếp của mình đặt tại khoa dinh dưỡng của bệnh viện tỉnh. À. Cho nên là các cái mà về vấn đề dinh dưỡng là đã có mấy cái cô ở khoa dinh dưỡng là hướng dẫn cho mình làm. Thôi bây giờ mình tranh thủ mình làm đi cho kịp bữa trưa hôm nay đi. Thấy được bếp rất là sạch sẽ và gọn gàng. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương, hãy chung tay cho những mảnh đời, từ con tim sẽ chia ân cần đó, luôn âm thầm bên nhau, cùng vươn cao thắp lên niềm tin. Một bữa cơm với bao ân tình, này bạn ơi cùng chung tay nhé, đón yêu thương vào tim. Nếu không có những bữa cơm từ thiện, không biết anh Nguyễn Ngọc Sanh sẽ xoay sở thế nào trong hơn 1.000 ngày nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Không tiền, không người thân, không ai chăm sóc, Sanh chỉ còn lại một mình lủi thủi, lấy bệnh viện làm nhà, y tá điều dưỡng những bệnh nhân xung quanh làm người thân và sống bằng những bữa cơm, bữa cháo của bếp ăn từ thiện. Cách đây 4 năm, Sanh được chuyển tới Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi nặng, phải cắt bỏ hẳn một bên phổi mới mong giữ được mạng sống. Nhưng tạo hóa trớ trêu, Sanh được cứu sống nhưng vết thương thì không thể lành. Nó cứ mở toang không chịu liền miệng suốt 4 năm dài, gây đau đớn, hoại tử, nhiều lần đe dọa tính mạng của anh thợ hồ một thời khỏe mạnh, đập tan mọi ước mơ quay về với cuộc sống bình thường, với cha già đang mòn mỏi đợi chờ trong tuyệt vọng. Căn nhà nhỏ này như siêu vẹo hơn dưới cái nắng chói chang thiêu đốt của vùng đất cát sa mạc. Ông Nguyễn Sơn, cha của Sanh, năm nay 65 tuổi. Vợ chết sớm, ông ở vậy một mình nuôi 8 đứa con, mà đứa nào cũng nghèo. Mấy năm trước, ông còn có sức khỏe đi bán vé số dọc quốc lộ, nhưng hơn 2 năm nay đã nghỉ hẳn ở nhà. Khi nhắc tới đứa con vô phước đang một mình chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện cách nhà hơn 60 cây số, ông rơi nước mắt ân hận. Ân hận vì mình quá nghèo, không thể làm tròn bổn phận với con, dù khi Sanh lâm bệnh, ông đã bấm bụng bán đi thửa ruộng duy nhất của gia đình để thuốc thang cho Sanh. Nhưng tiền điều trị bệnh như gió vào nhà trống, bao nhiêu cũng không đủ. Cho tới một lúc, ông đành buông tay. Kali ơi, đây là anh Sanh, là nhân vật thụ hưởng của chúng ta ngày hôm nay. Anh Sanh ơi,
tình hình sức khỏe của anh bây giờ như thế nào rồi? Qua thì thấy cũng khỏe. Bác sĩ nói sao? Đây có bác sĩ bên cạnh thì thấy là thoải mái hơn. Tức là khi mà mình điều trị trong bệnh viện rồi có bác sĩ túc trực thì mình thấy mình cũng có phần khỏe hơn phải không? Nhưng mà anh ở trong bệnh viện tới nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, từ năm 2010 tới giờ. 2010, 4 năm nay. 4 năm xem bệnh viện như nhà luôn. Dạ. Rồi bây giờ những người thân của anh ở nhà thì sao? Nhà thì họ cũng làm dạy. Mà mọi người có hay vô bệnh viện không? Từ ngày đó hai ông anh nuôi mỗi ông 15 ngày là tới giờ không vô. Cả ba thì lúc mà chuyển mổ thì ba vô, còn bình thường thì ba không vô. Cái điều gì khiến cho anh lo lắng nhất bây giờ? Đau, một cái đau. Đau, đau lắm không? Đau lắm. Đau quá rồi làm sao? Chắc là khó thở lắm. Xin bác cho thuốc giảm đau. Nhưng mà anh Sơn ơi, tuổi mình cũng còn trẻ mà đời mình cũng còn dài lắm. Dù là mình đang gặp khó khăn, mình đang có bệnh nhưng không có nghĩa là mình mất hết hy vọng. Đúng rồi, mình mất hết hy vọng một cuộc sống. Vì em tin rằng là trên đời này vẫn còn có nhiều điều nhiệm màu. Và những y bác sĩ ở đây cũng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ anh hết mình. Quan trọng là mình phải có nghị lực và mình có ý chí. Thì em tin là chắc chắn anh Sơn sẽ vượt qua được. Và hôm nay chương trình Bếp Yêu Thương cùng với Khali cũng sẽ gửi đến anh một cái phần hỗ trợ. Với cái số tiền hỗ trợ này thì Vân tin rằng là nó cũng sẽ giúp cho anh vơi bớt được cái khó khăn trong cái thời điểm này. Ráng lên. Thưa quý vị khán giả, bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại vựa cá Bích Thanh ở trong cảng cá Phan Thiết. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho thử thách của Khali. Khali sẽ có 15 phút để phân loại ra 20 khay cá theo từng chủng loại. Như vậy là Khali phải phân loại ra tới 20 khay cá lận. Đúng rồi, và trong Khali... 15 phút thôi. Đúng rồi, có 15 phút thôi. Đây là đồ nghề bảo hộ lao động của Khali. Không khí ở đây cũng đang rất là tấp nập vì mọi người đều đang làm việc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Khali cùng thực hiện thử thách này nha. Và 15 phút bắt đầu. Cho cái bếp yêu thương ở bệnh viện đa khoa Phan Thiết
một số cá để tụi em đem về bếp để làm thức ăn phục vụ cho bà con. Để anh sẵn sàng coi như là ủng hộ hết một số cá đó. Hai đi lựa ngày hôm nay là anh ủng hộ hết. Ủng hộ luôn, đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn anh. Cho xe tới quay xe luôn. Cho xe tới quay lên xe luôn. Anh biết không? Điều đó cũng có nghĩa là Kali và anh đã giúp cho bếp từ thiện của bệnh viện đa khoa của khu vực Bình Thuận có thêm được 15 triệu đồng nữa đó anh. Cảm ơn anh. Khán giả, hôm nay chương trình Bếp Yêu Thương xin được gửi đến bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Phần hỗ trợ là 15 triệu đồng cùng với một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan. Và bây giờ thì xin được mời anh Nguyễn Thế Phương, đại diện nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan, sẽ trao phần hỗ trợ này cho chị Huệ là đại diện bếp. Xin thay mặt cho nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan xin gửi tới bếp một phần hỗ trợ từ chương trình. Và xin kính chúc các anh, các chị ở bếp luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này ạ. Thay mặt cho bếp ăn Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cũng là thay mặt cho Hội Chữ Thập Đỏ là hộ ban điều hành bếp ăn từ thiện là cảm ơn là hãng dầu ăn Mezan và cảm ơn chương trình Bếp Yêu Thương đã đem đến cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận một món quà rất là ý nghĩa. Dạ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị khán giả, và chúng tôi cũng xin được gửi đến nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay phần hỗ trợ là 15 triệu đồng và xin được mời anh Nguyễn Thế Phương sẽ trao phần hỗ trợ này cho anh Xanh, nhân vật thụ hưởng. Xin tặng anh Xanh một chút hỗ trợ từ chương trình và hy vọng là với phần hỗ trợ này sẽ chia sẻ được bớt khó khăn với anh và tạo điều kiện cho anh có những cái điều kiện điều trị tốt hơn. Quý vị khán giả và quý bà con thân mến, ngày hôm nay khách mời của chương trình là diễn viên ca sĩ Kali đã nhận được thử thách của chương trình và đã xuất sắc vượt qua thử thách này. Điều đó cũng có nghĩa là Kali đã đóng góp thêm cho bếp của chúng ta có thêm được 15 triệu đồng nữa. Chúc mừng Kali. Bây giờ thì xin được mời Kali sẽ trao phần hỗ trợ này cho chị Huệ đại diện bếp. Em xin đại diện chương trình gửi đến chị phần quà này. Em kính chúc cho bếp của mình ngày một hiệu quả hơn nữa để giúp đỡ cho bà con nghèo. Và em chúc cho tất cả các anh chị ở bếp luôn luôn dồi dào sức khỏe để có thể phục vụ cho bà con ngày càng tốt hơn nữa. Chị cũng cảm ơn em. Nói chung là buổi sáng hôm nay mà nhờ có Kali là hoàn thành cái xuất sắc cái nhiệm vụ của mình nên là bếp đã được thêm một phần hỗ trợ nữa là 15 triệu đồng cho và bệnh nhân. Rất là nhiều cá đó chị. Đúng rồi. Thêm rất là nhiều cá nữa. Và bếp cũng hy vọng là chương trình của Bếp Yêu Thương sẽ giúp cho Bình Thuận nhiều hơn nữa. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Huệ và cảm ơn Kali nhiều. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ khán giả ở khắp mọi miền đất nước. Xin được cảm ơn chị Huệ Châu, một Việt Kiều Nhật ủng hộ bếp 2 triệu. Và xin được cảm ơn em Thành, một Việt Kiều Nhật ủng hộ bếp 1 triệu đồng. Và xin được gửi đến chị Huệ đại diện bếp phần hỗ trợ từ những vị khán giả quen thuộc của chương trình. Về phía nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được sự chia sẻ của chị Nguyễn Hoàng Nguyên ở thành phố Hồ Chí Minh gửi đến anh Sanh 1 triệu đồng. Nhóm bạn Hằng Yến Thu ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng 1.500.000 đồng. Chị Trương Hoài Anh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi nhân vật thụ hưởng của chúng ta 2 triệu. Chị Tám ở Vườn Trầu, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 1 triệu đồng. Công ty du học Thái Bình Dương, số 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận và Thuần Việt Quán, số 3 đường 1A, khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 3 triệu đồng. Em Thành, một Việt Kiều Nhật ủng hộ nhân vật thụ hưởng 1 triệu đồng. Anh Bình, một khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 3 triệu đồng và chị Huệ Châu, một Việt Kiều Nhật cũng ủng hộ nhân vật thụ hưởng của chúng ta 2 triệu đồng. Đây là sự chia sẻ của những khán giả luôn quan tâm và đóng góp cho chương trình và xin được thay mặt những vị khán giả này, vâng xin được gửi đến anh Sanh phần hỗ trợ này và mong là anh sẽ có thêm điều kiện để chữa trị căn bệnh của mình. Quý vị khán giả thân mến, mọi thông tin về những bếp ăn từ thiện hoặc các nhân vật đang cần sự giúp đỡ, xin quý vị khán giả hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trang web www.bepyeuthuong.vn. Mọi đóng góp gửi về chương trình, xin quý vị hãy gửi đến tòa soạn hoặc các văn phòng đại diện của Báo Tuổi Trẻ. Quý vị khán giả cũng có thể gửi vào tài khoản của Báo Tuổi Trẻ tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 1020 100 0118 248 với nội dung ủng hộ chương trình Bếp Yêu Thương. Xin lưu ý, đây là địa chỉ duy nhất để ủng hộ cho chương trình.
Quý bà con thân mến, ngày hôm nay chương trình có một phần rất là đặc biệt gửi đến quý bà con, đó là phần bốc thăm may mắn. Mỗi lá thăm trị giá 1 triệu đồng và chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 lá thăm. Bây giờ thì xin được mời Khali và anh Nguyễn Thế Phương sẽ giúp Vân tìm ra 5 lá thăm may mắn này nha. Một lá. Anh Phương ơi, mình tìm luôn 3 lá thăm còn lại luôn. Rồi, có 5 lá thăm này rồi. Lá thăm đầu tiên có 2 số 0 đầu tiên. 003. Rồi, một lá thăm may mắn rồi. Rồi. 083. Rồi, mời bác. À, xin chúc mừng số 005 ạ. Rồi, chúc mừng. Con chúc mừng bác. Số tiếp theo là 051. Rồi, có cái nhà. Rồi, lá thăm này là lá thăm 030. Rồi, chúc mừng cô. Dạ, mời cô. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Bếp Yêu Thương hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion và báo Tuổi Trẻ cùng thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, Ốc Thanh Vân xin chào và hẹn gặp lại trong hành trình Bếp Yêu Thương lần sau. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương.